Chào các bạn nhé. Hôm nay thì mình sẽ đưa các bạn vào với Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. Giờ là mình đang đi vào bên trong bảo tàng này. Vé vào cửa là 40.000. À, đây là Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. Đó. Giờ mình sẽ đi vào bên trong. Đây là những cái mô hình thuyền cổ này. Đấy. Ở đây có những cái hình ảnh về các hoạt động săn bắt của người Mường này. Đó, các bạn nhìn này. Đấy. Trong này đang có những cái cổ vật này. Cung nỏ, xong rồi súng kíp này. Nghề dệt của người Mường này. Đó. Đây là những cái khung cửi để dệt này. Cổng người Mường. Bếp người Mường. Đó. Đây là bếp của người Mường. Đây là tang lễ người Mường này. Đấy. Đây là nghi thức tổ chức tang lễ. Nhà cụ người Mường. Đó. Chỗ này là cái dạng cái gì đây? Bẫy chim mồi. Đó. Bẫy chim mồi. Bên này là mình có đồ dùng của thầy cúng. Đó. Đây vẫn là đồ dùng của thầy cúng đây. Kiểu như cái mũ đội đầu với cả các cái gậy. Nghề đan gai của người Thổ này. Săn bắt hái lượng của người Chứt này. Là cái mủng đựng trầu này. Đó. Cái này là hộp đan đựng trang phục này.
Đây là tượng thờ Hát Bội này. Đó. Cái này là tủ sách của thầy Đồ. Đó. Đây là tranh đồng hồ này. Nghề sơn. Chạm khắc gỗ này. Đây là nghề gốm này. Nghề đúc đồng này. Đây là bàn thờ gia tiên này. Đó. Đây là xe chở đó. Đó. Rất là to luôn. Người nón làng chuông này. Đó. Trò chơi dân gian của trẻ em. Xem có cái gì đây. Đồ thờ trong tục cúng mụ này. Đây mới là trò chơi dân gian của trẻ em. Có các con chim này, con cá gỗ này. Có mặt nạ này, đèn lồng này. Cái này như kiểu đồ chơi trung thu. Tục ăn trầu này, lễ lên đồng này. Có nhạc cụ này. Cái này là múa rối nước rồi. Ở đây là các bạn có cái sắc phong niên hiệu Khải Định năm 1924 này. Đấy. Ở đây có dụng cụ đo tiền cổ và thước đo lợn này. Ở đây có kèn dùng trong nhạc lễ này, hộp đựng trầu, khám xà cừ này. Ở đây là có ông địa này. Đây là có bản đồ Việt Nam này. Nhóm Việt này, Thái Bình Dương này. Các dân tộc ở Việt Nam đa dạng thống nhất này. Xin chào. Giờ là mình lên trên tầng 2 rồi. Đây có cái ảnh voi ở Tây Nguyên rất là to. Trên này là có cái gì đây? Có chợ Đồng Văn này. Đây, trước mắt các bạn là chợ Đồng Văn. Ở
Và đây là có chợ phiên này. Đấy. Còn gì đây? Sự biến đổi và phát triển này. Đó. Đó, ở đây là các bạn có cái gì đây? Kinh Koran, sách lá buông, sách chữ hoa. Đó. Ở đây có chim thần Akarut này. Dân tộc Khmer này. Dân tộc Hoa. Dân tộc Chăm. Đây sẽ có mâm đựng lễ vật này. Đó. Ở đây có mâm đựng lễ vật này, hộp gỗ đựng cho hài cốt này. Hộp đồng đựng cho hài cốt này. Còn trước mắt các bạn thì có cái gì đây? Có một cái xe kéo rất là to này. Đấy. À. Cái này là xe trâu của người Chăm. Đó. Trong này là tôn giáo dân tộc Chăm. Không được gì đâu, nghề thủ công người Chăm. Bên này là tín ngưỡng cổ truyền của người Hoa này. Hội múa lân người Hoa. Cái này là trang phục cô dâu và quả đứng lễ vật ăn hỏi này. Đây có những cái tượng mồ này. Đấy. Đấy, có tượng mồ này. Đây các bạn có đàn độc huyền, chuỗi lục lạc và đàn gong 10 giây này. Lễ bỏ mà người Gia Rai. Đấy, trước mắt các bạn đây là cái mô hình nhà mồ này. Đó. Sản phẩm thủ công ED và Churu. Trên tầng 2 này cũng quá là rộng luôn. Vỏ bầu trong đời sống này. Đó. Vật dụng bằng vỏ cây này. Nghề dệt Trường Sơn Tây Nguyên. Bên này thì chúng ta có các cái nhạc cụ này. Đấy. Nhóm ngôn ngữ môn Khmer. Ở đây có các cái giỏ mà cái người các người dân tộc người ta hay đeo ấy, xong rồi trên này có các cái mũi lao này. Nỏ này, đấy, có cả các cái mũi dao phóng này. Đấy. Ở đây các bạn sẽ có những cái mô hình nhà rông này. Đó. Đây có cái mô hình nhà rông này. Đây, các cái dụng cụ người ta đi lao động này. Gùi có nắp này.
ống đựng tên nỏ này. Đây là các cái nhạc cụ này. Đây là lễ hiến sinh châu của người Ba Na. Trang phục nữ mạng các dân tộc kháng Simun và Odu này. Trang phục nữ khơ mú. Nhà cửa này. Làng các dân tộc Môn Khmer Trường Sơn Tây Nguyên. Hoa văn bằng sáp ong. Vật dụng bằng gỗ của người Hơ Mông. Đây là lễ cấp sắc của người Dao Đỏ. Còn đây là những cái váy của các cái cô thiếu nữ này. Dân tộc Cửa Lao, dân tộc La Ha. Đây là đặc trưng nhà của người Thái Đen. Nhà của người Thái Đen này. Đặc trưng nhà của người Thái Đen. Đây là các dạng cửa sổ của nhà người Thái Đen. Khâu cút nhà người Thái Đen. Đây là các cái sách cổ này. Đó. Còn đây là các cái mô hình nhà. Đây là lễ lầu then này. Quần áo. Rất là nhiều hình voi trong đời sống kinh tế này. Đó. Trong
chăm sóc voi, bắt và thuần dưỡng voi rừng, tập tính của voi, rất là nhiều hình ảnh về voi, voi gắn liền với cả đời sống của người dân tộc luôn. Đây là các cái vật dụng để người ta sử dụng với cả con voi này. Các dân tộc Việt Nam. Right here.